Trình bày và thuyết phục là hai vấn đề thiết yếu được sử dụng thường xuyên trong công việc và cuộc sống. Hiểu được tầm quan trọng của nó, nhiều trung tâm đã mở các khóa đào tạo về kỹ năng trình bày và thuyết phục. Để tránh tình trạng tiền mất tật mang, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định tham gia đăng ký khóa học. Lý do tại sao nên tham gia khóa học trình bày và thuyết phục tại You Can Now. Tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm You Can Now là địa chỉ uy tín, nhận được sự tin cậy và phản hồi tích cực của các học viên về khóa học kỹ năng trình bày và thuyết phục. Trung tâm nằm ở ngay trung tâm thành phố, địa điểm giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ phục vụ lớp học một cách tốt nhất, giảng viên nhiệt huyết, dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Số lượng buổi học vừa đủ, thời gian thích hợp với mọi đối tượng tham gia, nội dung học thực tế, đầy đủ, phong phú, chuyên sâu. Lợi ích của khóa học: biết cách duy trì và giữ mối quan hệ tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với người nghe, biết vận dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, thuyết phục người nghe, chủ động trong giao tiếp, thuyết phục, biết cách xử lý tình huống bất ngờ, biết cách lắng nghe, đặt câu hỏi, khai thác thông tin với người giao tiếp. Khóa học trình bày và thuyết phục là khóa học thiết thực, phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của mọi người và mọi lứa tuổi. Tham gia khóa học, học viên có cơ hội thực hành rèn luyện và trau dồi các kỹ năng về giao tiếp, thuyết phục. Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng vững chắc và kỹ năng cần thiết giúp học viên cải thiện được những khuyết điểm của bản thân, đồng thời phát huy khả năng thế mạnh của mình. Còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký tham gia khóa học kỹ năng giao tiếp thuyết phục tại You Can Now để được nhận những ưu đãi từ khóa học. Trang web youcannow.vn, hotline tư vấn 1900 1860.